Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng, đến với quý vị mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và thưa quý vị, đây là một chương trình trực tiếp truyền hình, nên quý vị có thể gọi vào số 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến y tế, sức khỏe, bệnh trạng và thuốc men quý vị đang dùng. Và nếu quý vị không có cơ hội gọi vào thì quý vị có thể email chúng tôi qua cái trang email address ytelistv@gmail.com. Cái email address này quý vị thấy trên màn hình. Và thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Derek Phan. Xin kính chào bác sĩ Derek Phan. Kính chào bác sĩ Toàn. Kính chào quý vị. Thưa quý vị, thì bác sĩ Derek Phan là một khuôn mặt rất quen thuộc với quý vị, đã có mặt thường xuyên trên chương trình này. Và bác sĩ Derek Phan là một bác sĩ chuyên môn về nội thương tổng quát như tôi, phải không? Thành ra bây giờ trên đường dây tôi đã có khán giả rồi. Xin khán giả cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Bác sĩ Derek Phan, Fosamax là side effect nhiều hay ít mà đều cái đó side effect thông thường nhất là bao tử, thì bởi thường thường dược sĩ kêu uống xong rồi phải ngồi hay đứng dậy nửa tiếng đến tiếng chứ đừng có nằm liền, tại vì nó dễ bị rác bao tử, đau bao tử. Cái more rare side effect là cái osteonecrosis of the jaw, có thể phim cái hàm, bởi nếu mà mình đi làm răng á, nên ngừng 3 tháng trước khi đi làm răng, rồi thêm 3 tháng sau khi làm răng nữa, rồi sau cái đó tiếp tục uống. Còn uống hay không á, thiệt ra nếu mà nói chuyện với bác sĩ, không có phải là chỉ là rỗng xương cần uống không, mình cũng vẫn mình cần factor in cái risk của té. Nó coi bằng cái FRAX score, FRAX calculator, cái đó mình có thể bỏ vô mình tính ra. Tại vì cái rỗng xương, nhất là cái bên vertebrae á, thì nó bị còng lưng thôi. Nhưng mà cái nguy hiểm hơn trong rỗng xương á, là té, bị hip fracture. Lúc đó phải đi mổ xẻ. Gãy xương không? Thì cái đó lúc đó phải đi mổ xẻ, rồi nhất là mấy người lớn tuổi đi mổ xẻ, rất có nhiều complication. Thì có thể tính cái risk factor của mình, chỉ không phải là cái rỗng xương hay không, nhưng mà mình đi có vững vàng hay không, có dễ té hay không, rồi có bị ưa bị chóng mặt mà muốn té hay không, thì mấy cái đó phải tính thêm, chứ không phải là chỉ tính theo cái số rỗng xương hay không. Vâng, thưa bà, thì thế này, để trả lời trực tiếp bà vấn đề mà có cái side effect, tức là những cái biến chứng của cái Fosamax, thì nếu mà như trường hợp mà bác sĩ Phan nói đó, là bị nó gọi là aseptic necrosis của cái xương hàm. Cái xương hàm thì cái trường này tương đối nó hiếm trong tôi, trong có thể nói trong từ khi có Fosamax tới bây giờ thì tôi chữa trị rất là nhiều bệnh nhân, có thể nói là hơn 10 năm nay khi có Fosamax tôi chỉ có 1-2 bệnh nhân bị cái đó thôi, chứ không có thường xuyên. Thành ra cái đó thường thường là do những người họ uống Fosamax lâu ngày thì mới bị thôi. Thành ra thường thường vì vậy nên bây giờ đó, chúng tôi cho bệnh nhân Fosamax chúng tôi theo dõi chừng 2-3 năm sau chúng tôi chụp lại có cái độ rỗng xương nó có tiến triển hay không, nó tốt hơn hay nó getting worse, nó trở nặng hơn, thì từ đó mình sẽ đổi cho thuốc khác. Thì trả lời như bà, nếu bà chưa uống thuốc Fosamax bao giờ cả thì nên uống Fosamax một thời gian quan sau rồi để rồi mình theo dõi. Và đồng thời đó, bà nhớ một điểm là khi uống Fosamax như bác sĩ Derek Phan nói đó, là bà một sáng ngủ dậy uống một viên, một tuần uống có một viên, mà uống xong thì đừng có đi nằm,
uống xong phải đi tới đi lôi một uống mình ly nước lớn á, một nhiều nước á, để cho hy vọng là cái thuốc này, cái phốt pháp nó như là chất hồ vậy đó. Bà phải uống thêm calcium, vitamin D nữa để cho cái hồ này nó làm cho calcium, vitamin D nó dính vào cho xương bà, nó làm xương bà cứng. Thành ra uống Fosamax là phải uống thêm calcium cộng vitamin D, là phải uống mình nó để cho nó thấm vào trong cái xương cốt của mình, để mình máu nó để đồng thời cũng như là nó bớt. Mà nhớ là uống một mình nó, không uống với cái gì khác hết, một mình nó thôi. 30 phút sau mới có thể ăn sáng, mới có thể uống thuốc khác được. Nhưng mà theo tôi, bà học trả lời trực tiếp với bà đó, tôi nghĩ bà nên uống thử coi ăn sao. Thường thường là cái bị cái đó là lâu lắm mới bị. Ví dụ như cẩn thận thì nếu mà đi làm răng á, thì cũng nên cho bác sĩ răng biết là tôi uống Fosamax để coi không nói làm sao. Dạ, thưa bị sai, cái đó là mình vẫn phải uống vitamin D và calcium ạ. À. Yes, bà phải uống cả kèm, chứ bà uống mình nó không có lợi gì hết. Dạ, vâng, dạ, thưa cảm ơn hát nhiều ạ. Cảm ơn bà, dạ. Câu hỏi của rất là interesting. Dạ. Trong khi chờ đợi khán giả gọi vào số 714-893-3264 thì chúng tôi lần lượt trả lời những cái câu hỏi mà quý vị gửi vào cái email address yte@gmail.com, lstv@gmail.com. Thì thưa, câu hỏi này rất là thời thượng, là ngay fashionable ngày hôm nay. Họ nói là bắt từ ngày hôm qua, ngày Chủ nhật hôm qua là trên LA đó, họ bắt phải khuyến cáo thôi, phải mang mask. Tôi cái người bệnh đã chích ngừa 2 mũi rồi, fully vaccinated rồi, có phải mang mask không? Ở LA nha, trước rồi Orange County sau. Yeah, thì bây giờ nó có cái con variant mới là cái Delta variant từ Ấn Độ nó qua đó, bây giờ nó lan hết nguyên cả thế giới rồi. Thì cái variant này nó có vẻ là như là một lần nó bị bệnh nặng hơn. Nếu mà khi nào người ta bị bệnh thì bị bệnh nặng hơn. Cái thứ hai nữa là nó dễ bị lây hơn. Còn nếu mà cái câu hỏi người chết rồi có vẫn cần đeo khẩu trang hay không, là tại vì nó thấy ở chỗ bên Israel, nó thấy tại Israel cũng cái người cũng khá đông rồi, khoảng chừng 60% hay trở lên rồi. Nó thấy ở bên đó tuy là chết rồi cũng có thể nó bị bệnh. Nhưng mà nó không có giống như hồi xưa 90 mấy phần trăm, bây giờ 60 mấy phần trăm nó bảo vệ, nhưng mà again cũng không có đến 100%. 60 mấy phần trăm nó bảo vệ, có nghĩa là khoảng 40% vẫn có thể bị bệnh. Nhưng mà cái quan trọng là mấy người bị bệnh á, chỉ bị bệnh nhẹ thôi chứ không có bị bệnh nặng. Mấy người mà cần bị bệnh nặng, cần vô nhà thương, vẫn là từ nó rớt từ 98% đến 93%. Có nghĩa là cái thuốc chích ngừa này vẫn rất là hiệu nghiệm cho bảo vệ cho không có bị bệnh nặng và không có chết vì bệnh COVID. Nhưng mà vẫn có thể bị bệnh, mà vẫn tuy chết rồi vẫn có thể bị bệnh, mà bị bệnh nhẹ thôi. Còn mấy người bị bệnh nhẹ, đã chết rồi mà bị bệnh nhẹ này, có thể lây hay không, cái đó thì mình vẫn đang nghiên cứu. Nhưng mà để cho chắc ăn á, thì nên đeo khẩu trang. Bởi vậy nó sợ nên nó kêu đeo khẩu trang trở lại. Một thì có nhiều người chưa chích. Cái thứ hai là có nhiều người không có chích được. Hiện tại bây giờ chỉ cho em bé 12 tuổi trở lên thôi. Nếu mà ở trong nhà mình có mấy em bé dưới 12 tuổi, nó chưa cho, nó vẫn đang nghiên cứu có chích có an toàn hay không. Thì nếu mà ở nhà mình có mấy đứa bé như vậy, mình đi ra đám đông, nhất là ở trong nhà, nên đeo khẩu trang. Vâng, thưa quý vị, thì để trả lời câu hỏi quý vị hỏi về vấn đề mang khẩu trang, trước hết ở LA, thì câu trả lời đầu tiên là về cái Delta variant của cái con COVID-19 đó, thì như hồi bác sĩ Pha nói rồi, nó lây rất là dễ, rất là nhanh, và nó nặng hơn cái COVID thường, là tại nó đã biến dạng rồi, số 1. Số 2 đó là người ta thấy, tới ngày hôm nay đó, người ta thấy là hơn 90% những cái người mà bị con Delta này mà phải nặng, bị nặng vô nhà thương đó, là những người chưa có chích ngừa gì hết. Ok. Những cái người đó rất là nguy, rất là dễ bị nhiễm Delta, và có thể đa phần khi nhiễm rồi thì bệnh trở bệnh rất là nặng, phải vô nhà thương. Bằng cớ là ở trên LA đó, mỗi một ngày đó, tại sao họ bắt mang khẩu trang, là mỗi một ngày trên 1.000 người bị thử nó positive, và hơn 500 người bị phải vô nhà thương. Mà 99% những người này là chưa có chích ngừa. Rồi, là đó là xong vấn đề là người nào mà chưa chích ngừa thì đương nhiên là nên chích ngừa. Rồi cái thứ hai nữa là bây giờ mình nói chuyện là những cái người
mà đã chích rồi, fully vaccinate rồi, thì cái thuốc nào cũng vậy, trong cái thế giới này không có gì 100% hết á. Chích và fully vaccinate rồi là chích hai mũi rồi, thì cái sự che chở nó có thể nói 80%, somewhere around that. Nhưng mà có bệnh thì bệnh nhẹ chứ không thì bệnh nặng. Nhưng mà cái kẹt là những người đã chích ngừa rồi mà có bị bệnh á, thì họ có thể họ lây cho những người chưa chích, và dịch như em bé trong nhà ra trong gia đình, đó là cái nguy cơ. Vì vậy nên đối với tôi thì những người nào LA nên theo cái chính phủ, họ không bắt mình đâu, nhưng mà mình tự giác, mình che chở mình che chở cho gia đình mình cũng thân nhân của mình, cái đó là cái điểm quan trọng. À, trên đường dây tôi có một khán giả, xin khán giả cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Alo. Dạ, bà cứ nói đi. Bác sĩ nghe, bác sĩ. Tôi nghe. Bây giờ nha, bây giờ mình sắp sửa hết giờ rồi. Mình tiếp tục nói chuyện nhưng mà off air nha bà.